Loài sinh vật ăn nhiều nhất trái đất hiện nay có thể bạn chưa biết. Cá voi xanh là loài động vật lớn nhất thế giới và là loài khổng lồ của đại dương. Là loài động vật ăn thịt khổng lồ, cá voi xanh cần tiêu tốn rất nhiều năng lượng để duy trì kích thước khổng lồ và các hoạt động sống của mình. Là một trong những loài động vật lớn nhất từng được biết đến, không có gì đáng ngạc nhiên khi cá voi xanh là loài có sức ăn lớn nhất còn tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Một con cá voi xanh nặng trung bình khoảng 200 tấn, chúng cần 16 tấn thức ăn mỗi ngày. Mặc dù có kích thước lớn nhưng thức ăn của cá voi xanh lại có kích thước rất nhỏ. Chúng là loài nhuyễn thể krill, loài giáp xác nhỏ có hàm lượng protein cao và ít chất béo. Chúng cũng là nguồn cung cấp axit béo omega 3 tốt. Cá voi xanh cần hàng triệu con nhuyễn thể để thỏa mãn cơn đói trong dạ dày của chúng. Một con cá voi xanh trung bình tiêu thụ 16 tấn nhuyễn thể mỗi ngày. Chỉ trong một ngụm, những sinh vật biển này tiêu thụ khoảng nửa triệu calo, tương đương với lượng calo mà một người trưởng thành trung bình tiêu thụ trong 250 ngày.